chào các bạn nhé. Hôm nay là Ben đi về với nội này. Ba Tiến sẽ quay cho Ben cái hành trình về với nội, các bạn cùng theo dõi cái hành trình của Ben như nào nhá. Bây giờ tao xem Ben đang làm gì nào. Ben đâu rồi? Thấy xong đồ chưa? Bạn đang quay clip cho Ben về nội này. Ăn no cho coi. Lên lên. Cái này uống bê. Chim Việt bắt con bê. Hả? Việt bắt con bê à? Thần tương nào, đồ đoàn đâu để bỏ cốp nào. Con chào các bạn à? Chào các bạn. Nha. Mặc áo vô. Không, từ từ đã. Bà nhớ mà quả bóng chưa? À bóng đâu, lấy ra. Có dặn bà là lấy quả bóng, bỏ vô cốp xe phải đá với em cùng với nhá. À có em bút thôi. Đây là con bóng các bạn này. Bóng này Ben dặn Ba Tiến là phải mang về cho Ben thôi. Bóng nhựa, bóng này bóng nhựa. Cái lúc nhà anh Tú lên anh lấy cái ảnh nền nè. Đứng ngồi đường lấy cái ảnh nền nè. Đi chơi. Rồi ra chỗ xe để lấy ảnh nền. Bà có đẹp không? Đứng xe đây. Có một vào tới một cao đây. Ôi. Rồi, đây rồi, được, ok rồi. Ngồi đây thì đúng hơn nè, ngồi đây nè. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây với ba. Đó. Đứng đây. Chiêu. Chụp ảnh kỷ niệm về để với nội gần Tết nha các bạn. Rồi. Ben ơi, tí em sang bên đây nhá. Lấy cái túi bóng để bỏ. À đây bà có túi bóng. Cầm cái nào. À bóng này đã hay đó. Để lấy cái túi bóng bỏ cho Ben các bạn ạ. Có bẩn cốp xe. Mang sữa đi mà uống. Đồ nào chứ bỏ lên đây đi con. Mang đồ gì về không? Bé đâu rồi? Lấy sữa chưa? Quý ở trong phòng á. Ở đây mấy hộp, hai hộp rồi. Uống dầu chưa? Còn mấy hộp nữa coi. Đây là bịch sữa của Ben này. Ben mang 3 hộp à. Sữa Ben gần sắp hết rồi đó. Ba nhìn kiểu dứa thôi. Trước cái lúc ba mà mở ra. Nó ra thì sao? Tiến nhiều hơn. Hắn nhiều hơn cái lúc ba mở. Yeah. Tại sao chưa? Anh đi nào. Thì anh Việt đâu rồi? Bỏ sữa vô trong đây. Cặp con mô có mang đồ về không? Không bỏ, không bỏ đây đâu. Để bỏ đó. Kiếm cái túi mà bỏ vô đó. Tạm dừng nữa không là nhạt. Sữa đâu? Để đâu rồi? Bỏ đây á. Cũng được. Bỏ bên kia nữa kìa. Lấy nước nước này biết là lúc nào uống đây. Trước các con uống đây. Cái này không bỏ được nước nè. À bỏ sữa kia đây đây chai, để chai nước. Bật cái đèn trần lên à đặt rồi. Bạn bè bạn nhét vào đây các bạn này. Nhét theo con rách mất bên đó đó. Rách, nhét theo con rách mất gì. Mất từ đấy á. Ben ơi. Lấy chai nước đầy bỏ đây. Cũng mẹ uống mà lấy. Lấy được cái lấy kìa.
Đó lấy đâu vòi đó. Lấy nước để đi trên đường là khát nước các bạn. Và đi xa chúng ta dùng nước hoặc là mua nước lọc. Không mua nước lọc đỡ tốn kém thì ta lấy nước nhà ta bỏ vào. Sắp đầy chưa? Rồi đây dừng lại. Lâu thế? Đồ dạy học có ba để đó, đỡ mất tốn, mua về ba bón. Cốp đây rồi, mở rồi. Cốp là đổ ai chứ, đổ nào hết. Mang đây con. Cái nước này đang còn thôi nè. Tự nhiên mang giày về, đi giày về cho em à. À đấy con nước có ba còn không lấy thì mà. Mình con mà. Về chiều này ra. Chiều ra đó chơi lúc rồi tối về lên. Còn gì? Còn nước không? Còn. Có em cốc bên cái bên đây lấy ít đến đầy đây nè. Mở ra mũi nó vào xe giờ. Áo con đó, áo con mang lên xe để đằng đeo cốp bạn. Em hỏi chịu đây không? Có đi thôi à? Rồi, let's go. Đông chưa? Ô, hai chị em mặc áo xong các nghe các nhét rồi đó trời. Bật đèn lên cho sáng mà quay. Đèn nó quá kéo ấm này nè. Nó đạp chân lên lên cốp rồi bật nha, xe lên lên ghế nha. Chị Huyền có búp bê đẹp quá. Búp bê chị Tuyết đưa lên. Chị Tuyết tặng lên. Đi lên đi. Nay Ben về với nội chơi với em nhà chị O Hà trong Nghệ An ra các bé. Nên là muốn quay kỷ niệm Ben đi chơi. Có khi chiều phải đi ra Vincom nữa. Chiều cho Ben đi ra Vincom bên chơi tí. Lâu rồi để Ben đi Noel. Tuần sau nữa là 3 tiếng bận rồi. Mua cái quả chi đem về chứ. Cái quả chi thì ra thì mua. Ra đây cũng mua, hoặc ra nhà bà chi ngoài thì mua như này. Rồi bên cầm máy cho ba nè. À rồi bye bye các bạn đi để tiếp tục hành trình nha. Clip này dừng ở đây, ta sẽ quay clip khác từ.